vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ hoàn tất thực đơn ăn ngon sống khỏe mỗi ngày vui tuần này với đầu bếp Thanh Vũ. Em chào anh Vũ. Chào Tiểu Vinh, chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong thực đơn tuần này chúng ta đã có hai món, đó là cơm rang ruốc tôm, đậu hũ sốt mè, mayonnaise. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thêm một món rất là đặc biệt nữa. Món này rất là phù hợp với người già và trẻ em vì có tính bổ dưỡng rất là cao. Vậy là ngày hôm nay anh Vũ đặc biệt ưu tiên cho người già và trẻ em đó quý vị. Vậy còn em thì sao anh Vũ? Anh Vũ quên em rồi đúng không? Đối với những người trẻ như em thì anh không quên đâu, anh phải đặc biệt ưu tiên hàng đầu nữa chứ. Món ăn ngày hôm nay chúng ta không những ăn ngon với cơm mà món ăn này còn là một món cuốn khi chấm với nước mắm chua ngọt thì rất là hấp dẫn. Vậy hôm nay mình sẽ thực hiện món ngon gì đây? Nào chúng ta cùng thực hiện món cá hấp củ sen. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món cá hấp củ sen chúng ta cần có cá đi hầm một con khoảng 450g, bông cải xanh, củ sen, ớt sừng, cần tàu, hành lá, kỷ tử, gừng sợ, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Để tiết kiệm thời gian, trước tiên phải bắt một nồi nước. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơ chế rau củ quả. Trước tiên thì hành lá, chúng ta sẽ cắt phần lá để riêng và phần đầu hành chúng ta sẽ đập dập. Chúng ta cắt nhỏ như vậy cho vào chén. Phần lá chúng ta cắt ngắn, sau đó chúng ta cắt sợi, chúng ta để riêng vào một bên như vậy. Tiếp tiếp phần cần tàu này chúng ta cũng cắt khúc khoảng 5 cm. Ớt sừng chúng ta sẽ cắt sợi. Chúng ta đã hoàn tất xong sơ chế rau củ quả. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cá với đầu hành trắng mà cắt nhỏ, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê rượu trắng. Và anh cho vào đây 1/2 lượng gừng cắt sợi. Chúng ta trộn đều như vậy. Gia vị chúng ta ướp bên ngoài mình cá như vậy. Chúng ta nhớ nhé cái gia vị vào trong hai cái khe, hai bên cá mà chúng ta đã cắt. Và một điều nữa, để cho cá không bị tanh và cá thấm gia vị, chúng ta nhớ cho một cái ít gia vị nhét vào bên trong bụng cá như vậy. Cái này thì đặc biệt quá đó anh Vũ. Vậy thì quý vị khán giả ơi, cùng ghi nhớ với Thúy Vinh nha. Sự kết hợp giữa rượu, gừng, tiêu và hành lá, đặc biệt là cách ướp cá với hình thức nhồi hành gừng vào trong bụng cá thì sẽ giúp cá không bị tanh nè, mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên nữa đó quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ sắp củ sen xung quanh cá như vậy. Kế tiếp là chúng ta sẽ cho bông cải xanh lên trên củ sen như vậy. Anh Vũ ơi, nồi hấp cũng đã sôi rồi nè anh. Rồi bây giờ ta cho dĩa cá vào trong nồi hấp. Nhưng mà anh Vũ ơi, lúc nãy mình cho cá vào hấp, sao anh không cho những cái loại rau gia vị còn lại vào hấp chung cho cá sẽ có nhiều mùi thơm hơn? Đó là anh cố tình đó. Thưa các bạn, đối với những cái rau gia vị như là cần tàu, hành lá, ớt và một ít gừng sợ tôi để lại như vậy và kỷ tử nữa, thì chúng ta để sau khi cá chín xong, chúng ta sẽ cho cái rau gia vị này vào và chúng ta hấp thêm ít phút nữa thôi. Như vậy thì cá vừa chín và cái rau gia vị này cũng còn giữ được cái mùi thơm tự nhiên nữa. Quý vị ơi, hãy cùng Tuyết Vinh ghi nhớ thêm một bí quyết rất là hay của món cá hấp củ sen này. Phần rau gia vị chúng ta sẽ cho vào sau khi cá gần chín. Như vậy thì phần rau sẽ chín cùng với cá mà vẫn giữ được màu sắc và hương vị tự nhiên của rau. Rồi bây giờ cá chúng ta gần chín rồi đó. Em mở ra để anh cho các rau gia vị vào. Rồi bây giờ anh cho ít rau gia vị lên trên mặt như vậy ha. Rồi bây giờ anh sẽ cho kỷ tử vào luôn. Rồi. Dạ, bây giờ thì đậy nắp lại. Rồi em đậy nắp lại. Trước khi chúng ta chờ cho cá và các rau gia vị chín hẳn, đun nóng 2 muỗng canh dầu. Thưa các bạn, bây giờ món cá chúng ta đã chín rồi. Anh tắt lửa và em mở nắp giúp anh nha. Hấp dẫn quá. Rồi bây giờ anh sẽ gấp cá hấp ra như vậy. Dạ. Thưa các bạn, dầu chúng ta cũng rất là nóng ha. Chúng ta để nóng già và chúng ta rưới lên mình cá như vậy. Chúng ta rưới từ trên xuống dưới như vậy. Anh Vũ ơi, bây giờ anh đã rưới cái phần dầu nóng lên rồi, anh chỉ cho em bí quyết ở chỗ này đi. Rất là đơn giản Tuyết Vinh à. Thưa quý vị và các bạn, đối với món cá hấp, sau khi hấp xong thì chúng ta nên rưới một ít dầu nóng lên trên mình cá như vậy để cho da cá săn và các rau gia vị dậy mùi thơm. Món ăn của chúng ta sẽ ngon và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Anh sẽ gấp cho em đầy đủ các thành phần của món ăn. Thứ nhất là miếng bông cải nè, thứ hai là miếng củ sen và cuối cùng là một miếng cá. Dạ rồi. Rồi, để anh mời em. Em cảm ơn anh Vũ.
hấp dẫn quá luôn á. Cho em thử một miếng củ sen nha. Anh Vũ ơi, cái phần rau củ á mới vừa chín tới nên vẫn rất là giòn và ngọt nữa. Đặc biệt đó là món cá trong món cá hấp củ sen này thì vô cùng săn chắc nha, và ngọt thấm đều gia vị nè. Và đặc biệt món ăn này còn rất là thơm bởi vì có rất nhiều loại rau gia vị đó quý vị. Nếu mà món cá hấp củ sen này tôi Vinh nghĩ là cuộn chung với bánh tráng nè, chấm nước mắm chua ngọt thì không chê vào đâu được luôn. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều đã giới thiệu đến quý vị khán giả và em một món ngon và bổ dưỡng nữa trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng vào bếp thực hiện thử món cá hấp củ sen này nhé. Và quý vị cũng đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình với chương trình của chúng tôi theo hai cách, đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ và Tuyết Vinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.